Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ nghĩa, những gì là 10? Đó là nghĩa đa văn vì kiên cố tu hành, nghĩa pháp vì khéo léo suy ngẫm lựa chọn, nghĩa không vì đệ nhất nghĩa không, nghĩa tịch tĩnh vì lìa các chúng sinh ổn náo, nghĩa bất khả thuyết vì chẳng chấp tất cả lời nói, nghĩa như thật vì thấu đạt ba đời bình đẳng nghĩa pháp giới vì tất cả các pháp một vị, nghĩa chân như vì tất cả Như Lai thuận vào, nghĩa thật tế vì biết rõ rốt ráo như thật, nghĩa đại bát niết bàn vì diệt tất cả khổ mà tu các hạnh của Bồ Tát, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được nghĩa vô thượng nhất thiết trí. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ pháp những gì là mười đó là pháp chân thật vì như thuyết tu hành pháp lìa chấp vì năng chấp và sở chấp đều lìa pháp không tranh vì không có tất cả mê hoặc tranh cãi pháp tịch diệt vì diệt trừ tất cả nhiệt não pháp lìa dục vì tất cả tham dục đều dứt pháp không phân biệt vì vĩnh viễn ngừng phan duyên phân biệt pháp không sinh vì bất động giống như hư không pháp vô vi vì lìa sinh trụ diệt các tướng pháp bổn tánh vì tự tánh thanh tịnh không nhiễm pháp bỏ tất cả hữu dư niết bàn vì hay sinh tất cả bồ tát hạnh tu tập không dứt đó là mười nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được pháp rộng lớn vô thượng của Như Lai. Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ công cụ trợ đạo phước đức, những gì là 10, đó là khuyên chúng sinh khởi Bồ đề tâm là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát vì chẳng dứt giống tam bảo tùy thuận mười thứ hồi hướng là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì dứt tất cả pháp bất thiện, tích tập tất cả pháp lành, trí huệ dạy dỗ là công cụ trợ đạo của Bồ Tát, vì vượt qua phước đức ba cõi, tâm không mệt mỏi là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì rốt giáo độ thoát tất cả chúng sinh, đều xả bỏ tất cả sở hữu trong ngoài, là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát vì đối với tất cả mọi vật đều không chấp trước vì đầy đủ tướng tốt tinh tấn chẳng thối truyền là công cụ trợ đạo phước đức của bồ tát vì mở cửa bố thí lớn không giới hạn